Vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018. Đáng chú ý là thành phố sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015. Ngoài việc giảm biên chế công chức thì thành phố cũng sẽ giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Để thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2018, thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Bên cạnh đó thì thành phố sẽ tiết kiệm 10% chi thường xuyên, không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương để thực hiện cải cách tiền lương. Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, v.v. Đồng thời hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước.